miền sọc cẩm nát nấu khay thợ bông khum nẹt niềng xuông phía ví miền bong phôn bằng cát chấm nôn bảy nẹt cứ say tiếng bảy hai niềng chè côn tìm mũi nong cua xà cái sợi cỏ đại bạc cọp đập bò đâm đầm lồng mí nấu lơ tức đại gờ hóm này phung phía hàng cát bờ tây campuchia này niềng squal bờ rạch chun chít cờ rê chè swa mày sập ngày nít tang pin niềng miền ayu đập đầm buồn chín năm khán đại swa mày đập bò niềng miền ayu bong niềng rồi hốt đòn một phây chín năm môn nhóm chấm là chặt màu tay cây nâng cứ lập bay tam kê tam ai cái thẳng màu tay cây ta gõ lời bàn ấy chăng là chuỗi của sai nhóm có tam tay cá nhóm màu nó nhưng mà dụ đọc 4-5 bóng hay nhóm được tha tham đa dân dân đặc biệt đâu đây cây dân mẹ rồng thạc mà yên hay dân mẹ rồng tha giờ đây qua kê hay kla chở là bóng bên tay mẹ mình được chung vinh cái luôn tàn tài lực thực chất nên bắt đầu cũng lắng đôi nhóm thắng và tay kê bên bọc bên tùm lọp thầm thơ á bởi hay của quạt ông phụ mình ở thắng hãy nơi thua xài chắc can chắc ấy nơi hot nơi tùm mùi ta chạy chắc can chắc mến tư sọc kê tư ban hiến sâu khơi ni khơi nụ bên chân tên nơi ta xài chắc can nâng quạt vậy chân tới có phải nhóm nâng ban lia bong của bạn giang làm bay màu bà tay cổ rầy chân là bóng Svamay rô bò nè rì khám ái chìa mà chà chương ái kì là snok hơ rụm ní cư chì nẹ bọc bông sư phù. Bọn tài nâu bê chốp xùm rã, gót tài tài nòm phía rì dê rà bọc luôn tâu cần lành lên kì là snok hơ đam bay bòm bạc phép tàn tầng. Snok hơ cư chìa bọc phép kì là đọc bê nhì giống rô bọc chôn chết cổ rê kháng thức bồn. Nếu khám ái dân thua tài xài chắc ca bê dân mà đòn nấy, dân bò chụp ăn kì là nâng cô nhau mình đại khơi này mà đò bà tay kể tức khơi chuyên trần hay tay kể cứ dự bộ này xây kì là trần hay còn có bê tần này nâng còn bố nhóm tần lên bê tần này tay kể cứ cho chất tần lên kì là nâng bọn bố vì chị cầm san mùi hay chị hạt bàn ấy chẳng á bọn khu cơ bà ấy chả lạt vậy chẳng có khơi như rục hiệp kì là có cái mùi chụp nôn à thay lôi lôi chẳng á nhóm có bình chất chẳng quạt có áo nhóm hạt vẻ quạt bạp nhóm mà đồ ấy cứ nhóm thơ tam bàn phiềm phiềm mong bóng cây kháng cái tháng mà bị đồng đồng nhóm ớt chư vệ bóng dân riêng dân hạt dân phía dâm dân ai thơ bàn mà anh chị chăm tạc đồng anh chị chăm tạc dân mình chùm nhanh ớt tê bóng xì xông lời dân vẫn hạt tê phía vĩ ban này dạy thả niên cư chia nè rì khám ai tè mẹ quất bà chăm bụt tế cử rì kháng thợ bốn đèl ác như dạy bàn thả miên xâm năng chiến kế hai tư tuột bàn biên rừng vòn chây lệ phì chương ai bà màn sai sập lớp chạp tăng bì chân năm bì bòn đọc bày mốc đòi mùi chân năm miên ca bà cuốt sân hộ khớ rồi hốt đọc đọc đón gò miền dạy lúc nhóm cư mà đối chung bên nơi tay cửa rê của quá thật là nhóm chờn phụ ấy chờ đặc lẽ gần nạ nhóm lọ cổ quản xâm đạp mà đối chung bên hay nhóm tên đẹp đó cái đây sẽ làm tầm nhóm tên ta rưu đây đã tê yêu chất tục tạ từ mùi mưu chợ chung bên chờ đơn chăng bố qua sẽ làm chờ đặc đặc là nhóm bố bè nhóm thua ấy phụ ấy nhóm bị bạn nhóm ấy bố qua tên tài rô vị thi đầm bày chui nhóm tặng ọ bóng chân chết cổ rầy đơn chăng ca bà quật nhóm cứ bố qua chui nhóm đài bóng ทำไมนี่เคยโอนเมียนกาประกวดจราจรเตี้ยในขนมเลยชาอันตรายเชิดเมียนตัวบ้านจีหรือพีไอ้คละอาจจะไปเจาะบ้านในบัตรถ้าบองเนี่ยไปจองคราวนี่คือยนเชียบใบจบคืนบองมวยกรมทิ้งมวยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ประกวดเดี๋ยวจองคราวอย่างเดียวชนะเมียนแต่ประเดิมตัวปฏิกิริยาทอมน้องคือเนี่ยประกวดมาเอาหลอกรอนบนลานไอสเกลในตะการคือกระบวนลานทอมในตะเกรย์บองตัวเนี่ยประกวดมาไอกระบวนน้องไทยมือที่ดำนางกระบวนน้องมือที่ดำนางเอาอย่างข้างตะเนียกีประกอบใจคือยังประกวดบานชนะเปลี่ยนจบคืนให้ยังประตูมาเนี่ยเปลี่ยนชนะมันดำนางกีฬาประเภทยากรมหนึ่งทอมมันแตงบองยังบานบูนเนาะเดี๋ยวจะเรียนมรณะเพียรีบุกมดจะมาประเทศยังคลังอ่ะบองโอนนะบ้านนะช่วยร่วมจำนายไอ้คลาดเอาไปเชียร์ปลอดขมายอังปีรัฐพอลรือมวยก็กี่ฮาวทาเปลี่ยนวอนในเจลิพีแตงอ่อนให้บ้านชาบองคือช่วยคลาดมันแต่ตามระยะยมคือที่มวยยมบ้านนะช่วยมาหมดตลอดเดียวรัฐตลอดก็ขมายยังได้ตัดเลยก็เลยหลายก่อนบ้านเถื่อการรองจันจังเมื่อมาได้การจะมีตรงใดตัวทองปีไอเซนเซนหนึ่งจำบองบันไดដែលខ្ញុំបានក៏ឈ្មោះលបែងទឹកដីកូរ៉េមានតកែក្រុមហ៊ុនជីការទៅកសិលាញ់គ្រប់ត្រូលខ្ញុំតែអញ្ចឹងពួកគាត់មានតែស្រឡាញ់និងទឹកកែបងប្អូនពលករយើងពេលយើងជិះតាក់ស៊ីអីចឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងចាប់ជិះចឹងគាត់ជួយមកពីណាអញ្ចឹងគាត់ព្រោះជួយស្វាភិវិអត់ចឹងការប្រជាជនខ្មែរអត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់មានតែស្គាល់ពីកូរ៉េមកប្រាប់គាត់វិញហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថាប័នរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបងហើយរយៈការនៅស្ថាប័នហ្នឹងគឺបានមកពីការប្រកួតនិងថវិកាលើខ្ញុំបានពីការ sponsor
nhóm bạn bắt đầu ông cầm được thịt phía vì nhóm tiết rất tay ông cha chỉ là thịt tiết nhóm nâng miên ta chui đó là việc bỏ rắc mai giờ là thế này một áo miên ca đi chùm ra nhóm lịch sai với chênh xanh và tạm giác nó khởi vì nhóm phía vì mình trầm tại thlọp ra cuốt chỉ mùi chôn chết của rế nâu của rế không thấp bốn nụ tế nên có thlọp chênh tâu ra cuốt chỉ tràn lực tràn xá nâu lơ tức đầy ảm rích nâng đồng bón ở rốc còn tay mình tự bán chùm nát thả lịch mùi nụ lời nhóm tớ ban lệ pi lệ bảy bọn lệ mùi của lệ mùi nâng bọn trái trái quạt bạc cài chim ôn của quạt ở chỉ riêng chiếc bọn để cho bọn hay nhóm tớ cầu bật tên nâng miền USA Amrit nâng pi đòn từ tế Tuki từ bật tế ở Espan từ bật tế Parang từ dễ luôn cứ khăn Europe cứ ban tớ chờ bọn tớ cứ ban lệ pi lệ bảy chẳng à bọn bà mình trâm tay vào nó khơi sự cam phía ôn pe vơ một căn bờ Campuchia sọc mai mà đom đóm ôn tay tại cho chạy ông nói chỉ xong rẽ sạc xa rồi mới có một hộp hà xem trên trong căn là bờ chia chun cây cro nông trong tây Campuchia chia sẻ hà sạc xa nông sản nông tam đồng bọn đại sự gia môi chấm luôn ta ta à vậy đẹp ôn là không thưa càng em nông thôn ấy ông nói rồi mới có thảo bị ca thẹn áo nút ban một pi bộ phục nào bên bà cha bong bếp ông mà đọc tay kể nơi mai ông cả nước đợi miền tủ sắp internet ai vậy bè đó mà tay kể ông khơi internet khơi bong ông mai ông chuyển luôn quạt bực bạ ông khơi ngôi bếp là ngay dùng ảnh đất phần đó chẳng tới quạt có xu đài nhầm ta nhầm trong ấy nhầm trong chùm nửa chùm vinh hay thả vị ca đài nhầm bàn nâng cư mà vị ca bà cụt nhầm bàn tích 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 tới nhầm quạt ao nhầm bầm màu đưa ta thần xong bẻ dương bàn trả nâng tới dương dự tự chùi đò bông bông khmai nơi cực ít nơi tê khmai chăng bông nạ đài kê kê nơi tam chù nọc bọt ấy chăng á hay thả vị ca bà toạc luôn phong hay nâng bẻ đài nhầm bàn mình kê chung lập bay chăng tới chuyên chết cái đấy mùi chú nguồn quạt sẽ lại nâng quam thâu nơi tức chật nhầm ấy chăng quạt của bàn chùi ô bật thông khla khla mà bọn hai ca chụm nái cứ thả bị ca nhóm cứ tràn chiêng đài dân ở ban bị ổ bật thông đài chẳng à bọn tam chấp bắp 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 tế cổ rế, sở trái khám ai đại dọc xa mấy chế chôn chết cổ rế, cứ ai tự tu bàn sân chết cổ rế đôi xoay bắp bắp, có bọn tế trâu bọc bọn cháu sân chết đàm sân. Nhi cứ chế ổ bật sạc đại thư ở phía ví, đại rú nâu cổ rế chiêng đọc xa nam một hai mình toàn miên sân chết cổ rế nổ lại. Cả mình prom bọc bọn cháu sân chết khám ai bị cầm nát, đảm bây tự tu dọc sân chết bỏ rật tế, cứ đôi xa tại phía ví trong bần tò pra kê chứ một bỏ niếng đầm nang ao chết khả máy nâu lơ chạc nây vì say cây lá to tự tiệt. Chất mùi cứ xử lãnh Campuchia khlang hay ở nước Campuchia khlang hay ở nước bóng bóng khlang bóng. Dạ anh chẳng có thông dụng. Nhưng ai khả máy dân đi chùm ra, nhưng ai kê skoa bị phộng lộc, ai đang thả bóng bóng khả máy dân quạt. Bộ cái khlang bần này chẳng hay bẻ bóng tư bà khuất. Nơi cả bà tế ấy chăng, bè chlông bà tế mùi mùi cơ bố mì ca bạc lăng mình ca ra ơn chăng á. Đơn chăng bồn ở trong khơi tùng bờ tăng, đơn chăng đó bông bồn dương trong nón cao ấy đơn chăng. Bồn thời tế ở khlan, thời tế bà tha dô kê chmua chun chia đầm bày ai. Vậy luôn cứ bồn mà mẹ bà tha dương bồn chia đầm bày chia đầy dương cứ đầm bày bà chia chun bông bồn khám ai dương thằng ơ chăng à bồn. កីឡាករណី snooker ខ្មែររូបនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតជាមួយកីឡាករកីឡាករណីមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនេះចាបងអើយធម្មតាយើងចេះយើងចិត្តយើងមួយចេះតែយើងគិតថាយើងចូលបានប្រកួតកម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យមែនឬជួបឬជឿមែនណាបងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានអ្វីកើតឡើងដល់យើងទីពូនយើងជាកីឡាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរងចាំមើលខ្លួនឯងដែរទេបងតើខ្ញុំអាចធ្វើដល់បានកម្រិតណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅព្យាយាមអង្គពីបាទៀតដែរនៅបានកសាងរហូតបានហាត់រៀនរហូតមកចាបងតើអ្វីជាក្តីស្រមៃរបស់ភាវីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាស្នូកឃ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីជាករញោមដែលអត់មានកីឡាច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទៅថាទៅតែបង្ហាញនៅបែបជាផ្នែកដៃរបស់ខ្ញុំហើយហើយនឹងឡើងមកជាជនជាតិខ្មែរយើងហើយនឹងចង់បង្កើតពីជាករញោមនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងដូចជាវត្តចាស់ថ្មីមួយទីព្រោះកីឡាវិជាកុំនេះគឺបានជួយទាំងខ្ញុំហើយជាក្មេងជាម្នាក់ដែរជនបទខ្លាយជាងឬកីឡាដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលយើងនឹកស្មានដល់ហើយវាអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនជាងផងបងRFI FF